Ladies and gentlemen, the BBC has Thưa các ngài và các bạn, chiều nay, đài BBC đã miễn cưỡng dè dặt đưa tin Điện Biên Phủ mất rồi. Nhưng đối với chúng ta, ngày Điện Biên Phủ kết thúc lại là ngày hội lớn của tất cả những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Thưa các bạn, tại sao chiến thắng đặc biệt có ý nghĩa này lại xảy ra ở Việt Nam mà không ở một mảnh đất thuộc địa nào khác? Gần đây, tôi đã được đọc cuốn sách quý gồm nhiều bài ca ngợi một nhân vật vĩ đại, đó là Hồ Chí Minh. Cuốn sách có đoạn viết, Hồ Chí Minh không chỉ xót thương nhân dân mình, dân tộc mình, Hồ Chí Minh đã thấu hiểu mọi nỗi đau khổ của những người nô lệ. Thưa các bạn, vừa gấp cuốn sách lại thì lập tức những cảm hứng nghệ thuật đã tràn ngập tâm hồn tôi, giúp tôi nhanh chóng sáng tác một ca khúc về Hồ Chí Minh, người đã nhen lên ngọn lửa giải phóng bừng sáng ở Việt Nam, và từ đây sẽ lan nhanh tới mọi lục địa để thiêu cháy mọi áp bức bất công. Bài hát này có tên là Bài ca Hồ Chí Minh. Far away across the ocean, far beyond the sea's eastern rim, lives a man who father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Oh, oh, Ho Chi Minh. Oh, oh, Ho Chi Minh. From Viet Bach to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers fight for freedom with Uncle Ho. Served his time out on the seven seas. Work and hardship were part of his early education. Exploitation, his ABC. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh came back from sailing, and he looked on his native land, saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people, foreign soldiers on every hand. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Trận chiến Điện Biên Phủ diễn ra vào năm 1954, và đó là thời điểm Yuan sáng tác bài hát này. Tôi nghĩ ông ấy đã theo sát những tin tức về cuộc chiến. Hôm đó, cả khán phòng ngập trong bầu không khí hứng khởi, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy xúc động bởi bài hát của Yuan. Yuan có một sự đồng cảm lớn với con người Hồ Chí Minh, một nhân cách đáng mến. Hồ Chí Minh ở trong trái tim, trong suy nghĩ của ông ấy. Bài hát, bài ca Hồ Chí Minh là một câu chuyện kể về cuộc đời của Hồ Chí Minh từ những ngày đầu Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Ông ấy thấu hiểu nỗi thống khổ của dân tộc mình, đi khắp nơi và trở về để giải phóng quê hương mình. Đó không chỉ là một bài hát lãng mạn, mà còn là một bài hát đầy tính chính trị. Bài hát đã nói lên mối bận tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là số phận quê hương mình, số phận của những người lao khổ. Và có lẽ ở nhiều đất nước, họ cũng ước có một vị lãnh đạo như vậy ở đất nước mình. Có lẽ vì vậy mà bài hát đã đi vào trái tim và thấm vào tâm trí họ.